Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa liệt quý vị, Kinh Bách Dụ hôm nay chúng ta tìm hiểu tới ví dụ số 56 có tựa đề Cái Không Có. Chuyện kể rằng thời xưa có hai người đi đường, thấy một người đẩy chiếc xe đầy cây vừng sống bị sa vào vũng bùn không thể kéo ra. Tình tiết là như vậy. Bây giờ người kéo xe yêu cầu hai người kia rằng: các bạn làm ơn kéo hộ tớ chiếc xe này ra khỏi bùn. Hai người đi bên đường thấy vậy mới nói rằng: chúng tôi kéo hộ xe của bạn ra, bạn sẽ đền ơn cho tôi bằng những gì? Người kéo xe trả lời: không có vật gì để đền ơn cho các bạn cả. Thế là hai người đi đường nghe như thế, họ bèn chìa tay vào, họ cùng kéo ra. Và khi kéo ra xong rồi thì họ chặn người kéo xe lại và họ nói rằng á, là vừa rồi anh có hứa với tôi là anh sẽ trả cho tôi cái không có gì, vậy thì bây giờ hãy đem cái không có đó đưa cho chúng tôi. Các bạn hiểu ý nói gì không? Hả? Anh hứa là không có gì, hãy trả cho chúng tôi cái không có gì, vậy thì bây giờ hãy đưa cái không có đó cho chúng tôi xem. Lúc bây giờ người kéo xe mới nói: tôi nói không có gì tức là nó không có cái gì hết, chứ trên đời này làm gì mà có cái không có gì. Ở trong đó có một người còn ngang bướng nói rằng á, theo tôi biết tôi biết rằng cái không có đó tôi chẳng biết nó là cái gì, nhưng nhất định nó phải có cái không có. Chúng ta có hình dung được câu chuyện nói gì không hả? Và người kéo xe chẳng biết phải làm sao, còn anh kia thì cứ đưa tay đưa tôi cái không có. Thưa liệt quý vị, câu chuyện nó đơn giản như vậy nhưng nó nói lên một cái ý gì? Đó là ở trong đời sống tu tập của chúng ta nghĩ rằng do cuộc sống bao vây bởi những ngã nhân điên đảo, cho nên chúng ta muốn viễn ly đi vào ở trong cái gì? Trong cái buông bỏ, cái từ bỏ sự viễn ly. Buông bỏ, từ bỏ, viễn ly. Chúng ta cứ nghĩ như thế, tức là chúng ta hướng đến một cái không. Và vô tình chúng ta lại chấp không. Có trường hợp nào chúng ta chấp không hay không? Có những người họ muốn từ bỏ cái có, họ chấp không. Họ nói đến mà không đến, không đến mà đến. Cái gì? Họ cũng đem cái lý bát nhã, cái lý mà chấp không ra đó đưa họ nói.
Có nhiều trường hợp như vậy. Ở trong đây cho chúng ta một bài học, đó là gì hả? Đó là bài học thứ nhất, là bài học chúng ta tu tập lấy cái không để mà trừ bỏ tâm chấp có, nhưng cũng phải hiểu cái không đó cũng là không luôn, chứ không phải không nó là một cái gì ngược lại với cái có. Hiểu chưa? À, và chúng ta thực hiện được như vậy thì chúng ta đã thế nhập được pháp gọi là tam giải thoát môn. Tam giải thoát môn là gì? Không vô tướng vô nguyện. Không vô tướng vô nguyện. Có chỗ dùng chữ là không vô tướng vô tác, mà chúng ta quen gọi là tam giải thoát môn. Không nghĩa là gì? Nghĩa là bằng trí tuệ nhận thức rằng vạn vật không có gì? Không có chủ thể, không có tác giả, không có bất cứ một đấng quyền năng nào tạo ra chúng ta. Sở dĩ chúng ta đang tồn tại đây dưới dạng một hiện hữu. Hiện hữu này là gì? Là sự tồn tại trên nguyên lý duyên khởi. Nguyên lý duyên khởi. Mà duyên khởi nó là gì? Nó biểu hiện trên định luật của nhân quả và thức tụ. Vậy thì duyên khởi đây bắt đầu từ đâu? Từ vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái tủ, hữu sanh, lão tử. Tâm duyên vô minh mà có hành, chứ không phải đột nhiên vô minh sinh hành. Đây là điểm mà chúng ta phải để ý. Đọc rất nhiều kinh mà không có sự khai thị này là hỏng. Lúc nhỏ thầy đọc kinh Pháp Hoa, cũng lật kinh ra, cũng ngồi quán chiếu dữ dằn lắm, cũng lẳng lặng quán chiếu, cũng cả tháng mấy tháng. Nào là 12 nhân duyên ở trong lý là ở trong hiện tại, 12 nhân duyên ở trong ba đời, 12 nhân duyên ở trong một niệm, và 10 quán luân chuyển, rồi quán hoàn diệt. Vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, cứ như vậy đó. Chúng ta quán chiếu ngược con chiếu xuôi mà quán hoài quán tới mức chẳng hiểu gì cả, cho nên gọi là kết quả là quán gà. Thấy chưa, ta tiêu đời không? Tu tập nó hại dối sợ như vậy, nó không có thầy hướng dẫn học đạo là xong. Đừng cho rằng là cái tự thân mình có thể biết nghe. Đừng nói mình biết. Đức Phật khi thành đạo ngài nói thế này: pháp mà ta chứng đắc, cảnh giới mà ta thấy siêu việt khối ngôn ngữ. Trong khi chúng hữu tình ở thế gian này đều chìm đắm ở trong dục, ở trong gì, thế giới của hiện tượng sinh diệt, làm sao có thể thấm nhập cảnh giới siêu việt ngôn ngữ mà ta chứng đắc? Những cái gì ngôn ngữ nó có thể miêu tả được một cái hiện tượng ở trong chừng mực nào đó, nhưng ngay cả những tư tưởng chúng ta, trong vi tế chúng ta, nhiều khi không, bản thân chúng ta cũng không thể miêu tả được hết. Thì làm sao mà chân lý giải thoát có thể dùng ngôn ngữ miêu tả được? Cho nên là tất cả hiện tượng nó chỉ là mang tính giới hạn mà thôi. Nếu được chưa hả? Nhưng mà chúng ta lại thấy rằng là ở trong cái lý duyên khởi, Đức Phật nói thế này là 12 nhân duyên là tâm duyên vào trong vô minh mà có hành. Cái câu này phải nhớ nghe, phải nhớ, sau này nó làm nền tảng đó. Phật pháp căn bản ở chỗ này: duyên vô minh mà có hành, tức là cái gì duyên vào vô minh? Tâm chúng ta duyên vào trong vô minh cho nên sinh ra hành. Hành đơn giản là vận hành. Hành nó có ba loại: hành phước, hành phi phước và hành bất động. Hành phước thì những cảnh giới của thiên chúng hiện ra. Hành phi phước thì sao? Những cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hiện ra. Và hành bất động đó là cảnh giới của bốn cõi trời tứ không. Đây gọi là cõi vô sắc,
xuất hiện. Đây gọi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều dựa vào cái tâm hành phước, hành phi phước và hành bất động. Hiểu như vậy rồi thì khi chúng ta làm việc thiện, nó cũng là gì? Nó cũng là một loại vô minh. Nhưng mà gì? Hành phước, vô minh hành phước, nhưng phải nương vào nó, viễn ly nó thì lúc bây giờ mới giác ngộ được. Chứ còn bám vào, chấp vào ở trong việc phước mình làm thì mình sinh các cõi trời, không thể giác ngộ. Bởi vì sao? Bởi vì bản thể của vạn vật á, nó là duyên khởi. Duyên như vậy, nó khởi như vậy. Thành ra vấn đề là chúng ta sẽ nói sau một phương diện khác. Ở đây chúng ta hiểu rằng chân tướng của vạn vật nó là gì? Nó là vô ngã, mà hiện hữu tồn tại của nó là duyên khởi. Và nó vô ngã cho nên nó không có tướng. Nó không có tướng. Các vị có nhìn thấy thời đang ngồi không? Con mắt thô thiển chúng ta sẽ nhìn thấy một khối sắc uẩn thô thiển đang tồn tại. Nhưng ở trong vi tế của hiển vi thì chúng ta thấy ở trong một sát na, trong một khoảng thời gian tích tắc, có tỷ tỷ tế bào sinh ra trên thành ruột và có tỷ tỷ tế bào già suy hủy diệt ở ngoài da. Và ngay trong cái sát na này thì cái hình hài không thể là ngang đây mà nó luôn luôn biến hoại. Và ruột gan phèo phổi, hơi thở, nguồn năng lượng, địa thủy hóa phong, cả một cái chuỗi tiếp nối liên tục không gián đoạn. Như vậy làm sao chúng ta có thể là nắm bắt được một hình hài đang hiện hữu? Chúng ta có thể dùng trí mà nhìn. Cách đây 20 năm về trước chúng ta còn trẻ chán, phải vậy không? Nhưng cái già đó nó đến với chúng ta từ lúc nào? Chúng ta chẳng có hay. Như vậy nó mới đến đây hay là đến từ lâu? Rõ ràng nó đến ở trong từng sát na, từng sát na. Nhưng mà chúng ta không hay biết. Còn giống như là móng tay của chúng ta không thấy nó dài ra, nhưng 5-3 ngày thấy móng tay mình dài ra. Tiến trình này là tiến trình lẫn lẽ của thời gian, tiến trình vận động tự nhiên mà nó không có bất cứ một hiện tượng nào tồn tại bất biến. Đây gọi là vô tướng. Và cái tướng mà chúng ta đang thấy đây là huyễn, là giả. Bởi vì nó không có chân tướng tồn tại bất biến cho nên gọi là giả. Được chưa? Đó. Và như vậy thì làm sao chúng ta đưa tay ra có thể nắm lấy được hư không? Làm sao đưa tay ra để giữ được một ngọn gió? Làm sao có thể làm được điều đó? Cho nên tất cả mọi hiện tượng trên thế gian này chúng ta không thể nắm bắt. Mà vạn vật đều bên hoại, đều vô thường, đều bị hủy hoại. Ngay cả hơi thở chúng ta cũng không thể duy trì. Mạng sống chúng ta cũng không thể nào bất di bất dịch. Không thể nào tồn tại theo ý của mình được. Như vậy mình giữ được cái gì? Nhưng khổ thay, con người chúng ta cứ cho rằng vũ trụ này là một thực hữu có. Thành ra chúng ta cứ sống với cái có đó, cái chấp có đó. Rồi chúng ta không thấy cái tính chất huyễn giả của nó. Cho nên chúng ta cứ mơ ước là mọi vật nó sẽ diễn ra theo ý của mình. Và chúng ta nỗ lực là chúng ta gì? Chúng ta đi gì? Chúng ta nỗ lực là chúng ta chạy theo những cái gì? Những cái ảo vọng, ước mơ. Và ước mơ nhiều khi nó chỉ là mơ ước mà thôi. Nhưng mà chúng ta cứ cố nắm bắt nó, chúng ta cứ chạy theo bao nhiêu dự án. Trong khi những sát na hiện tại chúng ta không có thời giờ ngồi chiêm nghiệm chân lý tồn tại của nó. Ví dụ như hiện tại đây chúng ta không thấy cái sự biến hoại liên tục không gián đoạn, mà chúng ta cứ chạy theo những ước mơ. Lúc còn nhỏ chúng ta đi học, chúng ta nghĩ rằng lớn lên chúng ta cần phải học, bởi vì không học là bị gì? Bị cha mẹ mình rầy la mình. Người lớn họ rầy la. Rồi vào trong trường chúng ta học là sợ mình thua sút bạn bè.
Chúng ta lại học là vì sợ thua suốt bạn bè. Lớn lên chút, chúng ta nghĩ chúng ta cần phải học để chúng ta có phương kế sinh nhai. Chúng ta có thể là làm việc an nhàn mà lương cao. Và nếu như hơn chút nữa, chúng ta học vì thế diện với cuộc đời. Nhưng ít khi nào chúng ta học để cho mình bớt dốt. Đây là cái điểm mà chúng ta ít khi nghĩ tới, phải không hả? Sự thật mà nói, một điều chúng ta chưa hiểu, tức là chúng ta bị u tối, vô minh ở trong lĩnh vực đó. Cho nên chúng ta học thêm được một chữ là chúng ta bớt dốt một chữ. Học thêm về Phật giáo, chúng ta bớt cái sự dốt nát về giáo lý Đức Phật, triết học Phật giáo. Chúng ta học về kinh Tân Ước, Cửu Ước, chúng ta bớt dốt về gì? Về giáo lý của Thiên Chúa. Chúng ta đọc kinh Quran, chúng ta đọc Minh Tâm Bửu Giám, để chúng ta hiểu được Nho Giáo. Chúng ta thực tập những cái pháp của tiên, cái đạo vô vi của Lão Tử, để chúng ta hiểu được là Lão Tử nói cái gì. Chúng ta tìm hiểu các cái nền triết học Đông Tây, chúng ta học thêm một chữ để chúng ta bớt dốt một chữ. Chúng ta muốn biết mình như thế nào, thân tướng mình như thế nào, cơ thể mình ra sao, chúng ta tìm hiểu một chút về y khoa. Chúng ta tìm hiểu rằng sự tồn tại này cần nuôi dưỡng cái gì, nó như thế nào, ruột gan phèo phổi như thế nào, nó nằm ở vị trí nào, và chúng ta tu tập cái gì nó tác động với mình như thế nào. Như vậy, sự tu tập là cả một vấn đề tích lũy kiến thức rộng rãi bao la, chứ không phải đơn giản là chỉ có Phật học mà thôi. Do vậy cho nên ở đây Thầy có một lời khuyên là chúng ta học để cho mình bớt vô. Chúng ta không phải học vì ai hết, không phải học vì sợ ai, không học để hơn ai, không học để làm gì hết, mà học để cho mình bớt dốt nát ở trong cái lĩnh vực đó. Như vậy thì kiến thức ở thế gian này là vô tận, vô biên, và chúng ta học mãi mà thôi. Thành ra chúng ta học như vậy, nhưng học để biết chứ không phải học để chạy theo. Không phải để học để tạo thành một cái dự án. Và chúng ta sống ở trong tinh thần không vô tướng vô nguyện như vậy, đây chính là gì? Là tam giải thoát môn. Và làm một số việc là cứ làm. Cái việc nó lợi ích làm là cứ làm. Chứ đừng có tu tập một hồi tự nhiên cái mình chấp vô. Mình nói tại sao mình ngồi thiền lâu quá mà sao nó không có cái vọng tướng nó cứ có hoài. Họ nghĩ rằng là ngồi thiền là đừng có vọng tướng. Như vậy họ chấp vào cái không. Hiểu không? Và nói thưa thầy, con tại sao con ngồi thiền? Thầy chỉ con ngồi thiền một tháng nay mà sao cứ con mỗi lần con ngồi xuống là vọng tướng? Tại sao nó không hết vọng tướng? Thì cũng giống như là đẩy cái xe điện chút ấy, mà chìa cái tay ra hỏi này ấy, là đưa tôi cái món quà là cái không ấy. Cái không đó. Cái nghĩa thâm thúy nó như vậy đó. Nhưng mà cái không đó là mình cũng chấp không thôi. Đặt câu hỏi ngược lại, vậy thì khi mình chưa có ngồi thiền, vọng tưởng nó có không? Nó có thì tại sao mình ngồi bảo nó đừng có? Lạ không à? Cho nên chúng ta ngồi một chút là chúng ta đem cái công nó ra. Chúng ta bắt mình á, bắt người khác phải trả cho cái công là không. Cái công mà mình tìm cái không đó là phải trả. Mặc dù tôi không biết cái không là cái gì, nhưng mà tôi biết nó có một cái đó, cho nên đưa cho tôi. Đó, cái câu chuyện này nó thấm thúy, nó thấm thía cho những người tu tập mà rời khỏi cái tông chỉ của tam giải thoát môn. Khi mà không vô tướng vô nguyện thì chúng ta tu tập là cứ tu tập. Chúng ta không cần biết cuộc đời người ta nhìn mình là người tốt hay người xấu, nhưng chúng ta hãy nỗ lực làm rất nhiều việc tốt lành thì tự nhiên mình là gì tự nhiên có trong mắt của mọi người, trong mắt của mọi người mà thôi. Đừng đi tìm kiếm sự thành công, mà hãy làm tất cả những gì để cho sự thành công xuất hiện, thì thành công sẽ có mặt. Còn mình suốt ngày ngồi tìm kiếm sự thành công thì cái sự thành công đó không bao giờ có được. Tại vì nó không đủ duyên sinh ra. Nếu mình chưa hả? Vậy cho nên mình tu, mình không cần tìm là sự giải thoát nó là cái gì, mình sẽ thành cái gì, mình về là Tây Phương hay là mình về Tây Ninh,
chỗ nào thì cỡ không quan tâm nữa, mình đi đâu cũng được. Mình cứ tu tập bình thường ấy thôi. Mình đi cúng cho ông thầy, ông thầy nguyện cho cha của mình là nguyện sanh Đông Phương Tịnh Độ Trung. Ông con nó thưa thầy, con thấy ai cũng cúng cho ba là sanh gì Tây Phương, mà sao thầy cầu sanh Đông Phương. Nó nói mình cúng mấy trăm bạc mà làm sao vừa Tây Phương được. Để nó dạy thầy muốn nhiều con đưa thêm. Tối ông cha ông gì ông báo mộng, ông nói con ơi con kêu kiết vừa phải thôi chứ có mấy trăm bạc mà coi như đứa ông thầy cầu ba về hướng đông rồi ông cầu đi hướng tây làm ba mối giò. chúng ta nói đùa cho vui chứ mà cái tâm mình tu nó chấp trước á, chấp trước trong cảnh tướng, trong việc này việc nọ lung tung vậy đó. Rồi còn chấp cho trong cái sớ nữa nghe, cái sớ là ông thầy á, là cái gạch nối giữa mình, tâm nguyện của mình với Đức Phật, cho nên phải ông thầy phải đọc, thầy phải đọc, mà đọc sớ là đọc đúng tên, sai tên là cải liền nghe, sai một chữ là nhắc liền thôi, cải liền thôi. Rồi cái ông thầy ông cúng chữ nho mà nó đâu có cái chữ tròn, cái chữ viên là tròn, cho nên viết cái chữ viên mà hiếu là nghĩa là tròn, dịch là nghĩa là tròn. Chứ mà khi mà tên ấy, khi mà nói tới chữ viên là viên chứ không thơ khác được, nhưng mà chữ Hán thì nó không có cái tên tròn. Nhưng mà cái bà này là bà là Nguyễn Thị Tròn. Bây giờ viết cái sớ chữ Hán không biết làm sao này, cho nên cái ông thầy này không biết viết làm sao hết. Thành ra viết tới cái tên của bà, chữ Nguyễn là có nghe, chữ Thị có nghe, chứ mà tròn ấy, ông vẽ cái vòng tròn rồi. Ông vẽ tròn thì ông đỡ đó, ông đi uống nước rồi, cái là cái thằng con nó thấy nó lật cái sớ, thấy chữ người nghèo lạ quá, nên nó lấy bút nó gạch thiểm đàn nữa. Vậy là ông khi ông đọc không biết bà tên gì, ông đọc Nguyễn Thị Gáo. Cái bà này bà nói thưa thầy con tròn chứ không phải gáo. ông nói mẹ cha đứa nào nó trai cắn. Tức là cái dừa nó có cái dừa, nó giống như cái dừa mà trai thì nó cắn vậy, là ông nghĩ đó là cái gáo, cái gáo uống nước. Mà tại vì đọc nhìn thấy nó tròn, nó nghĩ là làm tròn rồi mà ai nó dễ ngang hay làm sao, nhớ đọc sai thì chở bà dài bà la. Cho nên là đọc Nguyễn Thị Gáo thì bị chửi. Cho nên nó đi tu như vậy thì ông thầy cúng như vậy có siêu không à? Không siêu, mà cái người kia thì nghĩ cũng không có siêu gì được, cầu nguyện như thế cũng chẳng có thiền đâu. Cho nên nó là chúng ta chấp trước vô trong cái hình thức, chấp trước vô trong cách này cách nọ, mà chúng ta không hiểu được cái đạo lý vốn không. Đạo lý vốn không đây là không vô tướng và vô nguyện. Bởi vì bản chất của vạn hữu, vạn vật ở trên đời, nó là không có tác giả, nó là duyên sinh, duyên khởi. Và vô tướng là bây giờ nó vô thường biến đổi, cho nên không có một cái tướng bất chi bất dịch. Và vô nguyện, tức là chúng ta đừng có chạy cố nắm bắt theo, nắm bắt cái thành công hoặc là khổ đau trước thất bại. Nắm mà sợ thất bại đó, hoặc là ôm giữ thất bại cũng là một cách nắm bắt những cái gì đã qua, cho nên nó làm cho chúng ta khổ mãi. Thành ra chúng ta giống như là cái người đi đòi cái công, đòi công á là đưa cái không cho tôi á, hiểu chưa? Rồi bây giờ chúng ta qua câu chuyện thứ 57. Câu chuyện này gọi là câu chuyện bị đạp rụng răng. Câu chuyện này nó hơi thô thô một chút. Đó là ngày xưa có một phú ông, xung quanh của ông có rất nhiều người hầu hạ cung kính, và chẳng hiểu làm sao họ tìm đủ mọi cách để họ ca ngợi, và cái gì của ông ở trong thân của ông đều là quý báu đối với họ. Và đặc biệt là mỗi khi á là ông khạc đờm, ông nhổ ra thì người ta lại tranh nhau là người ta dẫm lên cái đờm đó. Tại sao? Bởi vì có lẽ rằng là dặm đờm cho nó khối hôi khối dơ, mà làm như vậy đó là lấy công của ông đó, chiếm công hay sao đó.
Và phú ông này cứ dài dài, cứ lâu lâu để hắn khạc nhổ. Ngày xưa có là cái đất á, thì người ta mua lấy đất người ta lấp lên, và những người hầu hạ cung kính thì họ tranh lấy công là để làm lấy lòng ông. Thì thưa quý vị á, là ông sống như vậy, mỗi khi ông khạc đờm thì có người tranh công mà muốn ông lưu ý, muốn ông thương và thể hiện sự cung kính bằng cách á, là đạp cái đờm mà ông nhổ ra. Nhưng có một anh chàng á, anh này lúc nào cũng chậm chạp và rất là kính trọng phú ông vô cùng, muốn đạp cái đờm một lần nhưng mà chưa bao giờ thành công. Hôm đó anh đứng anh canh chừng, thì khi anh thấy phú ông á mới có đèn hén thôi, là anh gạt mọi người ra, anh đạp một cái thật mạnh vào trong miệng của phú ông, làm cho phú ông dập môi méo miệng rụng rịch. Phú ông hỏi tại sao mà người đạp ta như vậy, thì lúc đó anh mới nói rằng á, con rất là kính trọng ông mà con muốn đạp cái đờm ông nhổ ra, nhưng mà không bao giờ cũng đạp được, con không có cơ hội. Giờ đây con thấy ông đèn hén là con biết là đờm nó chuẩn bị chạy ra, cho nên đờm ấy nó chưa ra khỏi miệng là con đạp trước. Con đạp trước cho chắc ăn, chứ không có ai giành con được. Phú ông này coi như là dở khóc dở cười, phải không thưa quý vị? Có ai chịu nói vậy không? Thì thưa quý vị, câu chuyện này dạy cho chúng ta cái gì? Dạy cho chúng ta cái câu chuyện đó là chúng ta muốn làm cái việc gì cũng phải thích hợp thời cơ, có thể hiện cái sự quý kính, sự chăm lo, nó cũng phải thích hợp thời cơ. Đừng có làm cái gì muộn quá, cũng đừng có làm cái gì mà sớm quá. Thầy thưa các vị, có hai việc nha, mà một việc đó là thầy có lỗi và một việc nữa thầy nghi cớ. Chẳng hạn như cái việc có lỗi của thầy, hồi đó có một vị thầy mà thầy rất là kính trọng, mời ngài đến chùa giảng Phật pháp. Và ngài giảng Phật tử người ta thích lắm, thích thú nghe, vỗ tay hoan hô, hoan hỷ vô cùng. Và khi hết giờ giảng thì ngài đứng lên, thì thầy kính trọng ngài quá, thầy sợ ngài đứng lên nó khó khăn, tại cái ghế nó nặng, cho nên thầy mới lại sau thầy kéo cái ghế ra cho ngài đứng lên cho nó thoải mái. Thì ngài đứng lên, cái ngài đứng im đó, ngài đứng im đó, cái tự nhiên cái con người dưới đầu hội cái ngài nói xong á, là mình nghĩ rằng á là ngài trả lời xong câu đi, ngài mới hỏi xong á thì cái người khác giơ tay hỏi nữa, thì ngài đứng lâu tự nhiên ngài ngồi xuống. Đó, lúc đó là hơn á, là ngài ngồi xuống, ngài thói quen, ngài đưa tay ngài rồi có chỗ ngồi không. Cái đó là cái oai nghi của một cái vị thầy á, chứ bình thường mà ngồi xuống cái thầu tiêu rồi, đó là mình cung kính mà không đúng thời, không đúng chỗ. Rồi còn nữa nha, có một vị thầy nữa dặn thầy là con đi lên lấy cái khăn của thầy xuống giùm cho thầy. Thì lúc đó thầy đi lên thầy lấy cái khăn, nhưng mà cái khăn ngài đỡ đâu thầy không biết, cái thầy mới lấy một cái khăn khác, cũng giặt nước rồi cái vết khô, rồi bỏ cái đĩa. Trời mùa hạ ở quê lạnh nóng lắm, thì lâu cho nó thoải mái, khi giảng mồ hôi tháo ướt mình hết, đem theo cái đĩa. Nhưng mà ngài nhìn thấy không bao giờ ngài đụng cái không bao giờ ngài đụng cái khăn đó nghe, cứ mồ hôi tháo cái ngài kéo áo rồi ngài leo dậy, ướt mặt ướt mày hết. Mình thấy ngạc nhiên, ủa tại sao mà ngài không chịu leo cái khăn đó. Từng sau buổi giảng rồi á thì thầy mới hỏi sư thưa với hòa thượng, tại sao hòa thượng không có leo cái khăn. Họ nói không bao giờ tôi leo khăn của đứa nào khác. Thế nói tại sao vậy ngài? Nó tôi bị một lần rồi. Hồi xưa tôi mệt lắm, mồ hôi mồ hám tháo ướt mình hết, mà tôi bị dị ứng cái mùi. Tôi nói đi lấy cái khăn, cho tôi cái khăn. Cái thằng thị giá này, nó lấy cái khăn, đem cho tôi. Tôi lấy lên tôi leo một cái vậy, ai ngờ cái khăn nó là cái khăn của người khôi nách.
Ngài nói vậy đó. Ngài nói là suốt một buổi giảng là tôi khổ sở vô cùng. Tôi chẳng biết phải làm sao. Cứ mỗi lần tôi hít một cái là tôi nó phiền não. Tôi lại giảng. Tôi hít cái nữa. Tôi mấy giờ đồng hồ. Tôi thờ trên đời tôi là không bao giờ tôi leo khen của ai. Đó, cho nên chúng ta thấy nó có những cái chuyện nó cái cơ vậy đó. Nó khổ đeo dở sợ vậy đó. Cho nên là ngài mà cho là chúng ta kính trọng, chúng ta lo lắng mà nó không đúng chỗ, không đúng lúc, không đúng thời, cũng giống như là kính trọng phú ông quá, muốn đạp cái đường chút xíu thì thôi, nó có khạc ra thì mình đạp nó, mình lấy đất đập lên cho nó kính trọng thì cũng phản đành đi. Ai ngờ nó không có đành hắn cái đạp ngay trong miệng. Như thế thì còn gì nữa, phải không ạ? Đó. Đó, nó có nhiều chuyện nó cười lắm. Nó nói là mình thực hiện mà không đúng thời, các vị để ý trong cuộc sống hàng ngày. Trong cuộc sống hàng ngày, trong sự tu tập cũng vậy đó. Mình không để ý chỗ này là mình làm nó sai. Có mấy vị, có mấy vị hòa thượng lớn á, cũng vui lắm. Nhất là khi sử dụng chuông mỏ. Khi sử dụng chuông mỏ thì lúc đó là khi mà đánh tiếng chuông phải không? Thì là bon cóc. Chúng ta nghe thấy như thế nào? Cái nhịp của nó rất là thuận phải không? Nó hài hòa, nó đều đặn, nó có một cái khoảng cách à. Thì lúc đó có một vị hòa thượng á, ngài á gõ cái bon cái thủ này cốc. Bon cốc. Hắn mày quấn miệng tao mày. ngài nói quấn miệng tao. Tức là mấy hòa thượng lớn là đang cúng kính là ngài la giữa đại chúng vậy đó, chứ ngài không có dừng đâu nghe. Làm sai. Ngài nói làm gì mà ta mất cái bon cái bụng muốn cốc liền á. Mày quấn giống miệng quấn miệng tao liền vậy. Ngài nói vậy đó, ngài nói coi như là mình nhớ hoài vậy đó. Sau này coi như là sau này làm bất cứ cái gì là cũng phải cẩn thận, nhìn trước nhìn sau coi giúp như thế nào, chứ còn không phải là chúng ta thể hiện sự kính trọng, sự giúp đỡ mà chúng ta làm vượt quá thì nó có hại chứ không có lợi chút nào. Rồi ở trong câu chuyện này á, chúng ta hiểu trong nghĩa tu hành thì như thế nào hả? Nghĩa tu hành nó có nghĩa là nghĩa kinh. Kinh là gì? Hả? Kinh là khế. Mà khế nó có ba: khế cơ, khế lý và khế thời. Khế cơ tức là hợp với căn cơ. Khế lý tức là hợp với chân lý. Khế thời tức là hợp với thời điểm, thời lúc. Đó nghĩa là kinh. Mình muốn góp ý với ai một cái gì, dùng cái ngôn ngữ lời lẽ làm sao để cho người đó có thể hiểu được, hợp với trình độ căn cơ của họ. Không nên nói những cái gì siêu việt quá hoặc là nó tầm thường quá. Đó là khế cơ. Khế lý tức là phải nói cho đúng với chân lý, không có nên có một lời khuyên mà đảo điên nghịch với chân lý. Nhưng khế cơ khế lý được rồi, nhưng mà không có hợp thời hợp lúc, không đúng chỗ đúng nơi thì lời khuyên đó cũng mất tác dụng. Đôi khi người ta còn nghĩ rằng mình sửa lưng họ nữa là khác, đúng không ạ? Cho nên sự tu tập của Đức Phật dạy cho bất cứ ai một lời nào cũng hợp với căn cơ của người đó. Ở trên là chư thiên đến ma phạm, cho đến loài yêu ma quỷ quái, từ vua chúa cho đến thứ dân, cho đến ai, cho đến sát thủ vô não hoặc là dâm nữ liên hồi sách. Tất cả mọi căn cơ thượng vàng hạ cám đến với Đức Thế Tôn, lời dạy của ngài đều giúp cho họ một chân lý giải thoát. Đây gọi là kinh, hiểu chưa hả? Chúng ta học một chữ kinh vậy thôi thì chúng ta cũng có thể ứng dụng vô trong cuộc sống thành công rất nhiều phương diện rồi. Thành ra chữ này chúng ta hiểu rằng đừng có gì, đừng có làm trái làm nghịch à, và làm mà rụng răng méo miệng thì không có khớ cơ, khớ lý và khớ thời. Được chưa? À, sau này mà hãy mà nói tới cái không hợp với căn cơ, chúng ta coi răng mình nghe, coi miệng mình nghe, là mình nhận ra được cái câu chuyện có hàm ý sâu xa này. Rồi câu chuyện tiếp theo, câu chuyện thứ 58, câu chuyện chia của.
Câu chuyện chi cố này rất là dễ hiểu. Đó là có hai anh em thừa kế di chúc của cha, nhưng mà họ chia mãi không bao giờ thấy công bằng, cho nên họ mới đi hối một người khác. Bây giờ tôi chia mãi mà không có đều được, bây giờ phải làm sao? Hai người hàng xóm nói, vậy muốn chia đều thì sao? Thì mọi thứ cứ cưa làm hai ra. Cái bàn cưa làm hai, cái ghế cưa làm hai, đồng tiền cũng cưa làm hai, bất cứ cái gì cũng cưa làm hai. Thì chúng ta xem, khi cưa làm hai hết như vậy thì nó chỉ là cái vật phớ bỏ để làm gì nữa. Cái ghế cái bốn chân cưa làm hai, một bên hai chân làm gì được, phải không hả? Thành ra ở đây á, câu chuyện này nói một cách tóm tắt là gì? Đó là người tu hành của chúng ta, tất cả lý thuyết nó đều có cơ nghi giả và nguyên tắc. Nó có cơ nghi và nguyên tắc. Nghĩa là gì? Là có môn bình đẳng, có môn sai biệt. Có môn bình đẳng, có môn sai biệt. Ví dụ như thế này, đối ăn khát uống mệt ngủ, đó là thiền. Lời dạy này dạy cho một người làm biếng thì họ sẽ hiểu thế nào? Đối thì họ ăn thôi, họ nghĩ đó là lẽ tự nhiên. Khát thì đi uống nước, còn mệt họ nằm họ ngủ, họ không làm hại ai. Như vậy đó gọi là thiền, đó chính là đang tu. Có phải vậy không? Có đúng không? Suy nghĩ như thế nào? Câu nói này, câu nói của một vị vua tên là Trần Nhân Tông. Chúng ta đặt một câu hỏi, đối ăn lấy gì mà ăn? Khát cần phải uống, đó là lẽ đương nhiên, nhưng lấy gì để uống? Mệt có nghĩ được không? Chúng ta ở đời làm ăn, mệt có nghĩ được không? Hay là phải thức khuya dậy sớm, phải đi làm việc, còn không biết làm phải đi học. Đi học rất là cần khổ chứ không đơn giản đâu. Không có tiền học còn phải vay tiền để mà học. Phải ráng nhớ những cái gì mà rất là khó nhớ. Và nhiều khi á, là rất là mệt mỏi, khổ nhọc cũng phải ráng mà nhớ. Đủ thứ nhẫn chịu để nhớ cho được những gì cần nhớ. Bởi vì ước mơ rằng là sau khi tốt nghiệp mình có được mảnh bằng trên tay, và mình sẽ có được cái đồng thu nhập, và mình bớt khổ ở trong cuộc sống. Như vậy thì mình mệt, mình có được quyền nghỉ đâu. Một vị vua với trí tuệ xây dựng cả một dân tộc, một quốc gia, định nghĩa thiền như thế, đâu có thể nói làm biếng được. Thành ra chúng ta nên hiểu thiền của Phật giáo chính là, thiền của Phật giáo Việt Nam chính là gì? Là hành động của Bồ Tát Đạo. Là hành động Bồ Tát Đạo. Mà Bồ Tát thì phải giàu. Phải giàu. Giàu vào cái gì? Giàu vào tài sản. Nếu như không có giàu tài sản, lấy gì mà bố thí? Nếu như không có giàu vào trí tuệ, lấy gì mà dạy dỗ? Nếu không có giàu vào nghị lực, lấy gì mà chịu đựng ban cho? Nếu như không có giàu vào sức mạnh thì làm sao mà đạt đến chỗ vô úy không sợ hãi để đem đến sự vững chãi bình an cho mọi người? Cho nên chủ trương Phật giáo là chủ trương làm giàu được không? Nói như thế có hợp lý không? Rõ ràng là hợp lý. Rõ ràng là hợp lý. Thành ra đói ăn khát uống mệt ngủ, đây là tinh thần hành Bồ Tát Đạo. Hành tới mức là lục ba la mật, bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, tinh tấn thiền định trí tuệ ba la mật, tức là giàu vô lượng. Phật giáo như vậy, phải hiểu như vậy, tức là tinh thần hành Bồ Tát Đạo. Như vậy thì thưa liệu quý vị nhé, làm sao mà giải thích một cái chữ như vậy ở trong căn cơ người làm biếng,
Người làm biếng họ không nghĩ xa, họ không nghĩ gì nhiều hơn, nghĩ cái gì mà mệt cho họ là họ tìm cái cách nghĩ nào khỏe nhất. Thì những người như vậy mà cho họ cái pháp môn là đối ăn khắc uống mệt ngủ là thôi, họ hiểu y chang nghĩa đen. Là họ cứ hành theo nghĩa đen, là đói họ kiếm họ ăn, khát họ kiếm họ uống, mệt họ ngủ. Như vậy thì sao gọi là thiền được? Nếm được chưa? Cho nên chúng ta hiểu rằng là ứng cơ, ứng thời, phải đúng chỗ, đúng lúc. Không thể nào mà như là giữ cái gia tài thất bảo của Như Lai, mà người ta nói cái gì chia cái đó, như là người chia của, cứ chia một cách thánh rảnh, chia hai, cái bàn cũng chia hai, cái ghế cũng chia hai. Như vậy tất cả diệu pháp của Như Lai không còn là nghĩa giải thoát của nó nữa. Chúng ta học đến đây, Bách Dụ đã đi dần vào ở trong giáo nghĩa giải thoát. Vô tướng, vô tác, vô nguyện là những chữ mới, những quan điểm mới chúng ta cần phải ghi nhớ. Rồi là chia cúa, tức là vận dụng như thế nào cho nó phù hợp. Chúng ta hiểu nghĩa của chữ kinh, đúng không? Chúng ta hiểu nghĩa là không có chấp có, chấp không, gọi là chấp hữu, chấp vô đấy. Những trạng thái như vậy rất là nguy hiểm trên con đường tu tập. Nắm được chưa? Rồi, câu chuyện tiếp theo, câu chuyện xem làm bình. Xem làm bình là một câu chuyện thật là thấm thía. Đó là có hai người đi dự hội nghị, và biết rằng khi đi dự hội nghị như vậy thì sẽ có được những cái phẩm vật, có những cái quà tặng sau khi dự. Nhưng mà hai người đi trên đường thấy có người làm thợ gốm. Làm thợ gốm mà họ nặng cái bình vậy đó. Họ nặng cái bình thích lắm. Nhất là họ nặng mà đẹp, họ nặng ra nghệ thuật là chúng ta càng thích thú nữa. Vừa rồi có một vị tặng cho thầy một cái bình gốm của nghệ nhân Nhật Bản. Tặng một cái bình gốm, cái ấm con ếch. Cái ấm con ếch nó như thế nào? Nghệ nhân Nhật Bản họ làm tay, không mấy bằng sứ, bằng gốm, tự tay họ nắng ở trên cái bình gốm, nó còn dấu tay của họ. Và hay ở chỗ là mình rót nước là không bao giờ nó quỵt nước nha, nó không bao giờ nó lan nước theo, rất hay như vậy đó. Và ở trên cái nắp của nó bỏ trong đó một cái viên sối gốm, cũng bằng gốm. Họ làm sao đó mà khi mình rót vào thế này á, thì tự nhiên á là cái tiếng này kêu rét một cái, giống như là nước chảy mà con ếch nó kêu rét. Các vị để ý cái tiếng của con ếch mới hiểu được. Và cái vai nó như ngón tay vậy thôi, mà họ làm có cái hình thù con ếch trên đó bá lên cái vai, cái tay đó. Rất là khéo, rất khéo. Và có cái khuôn dấu riêng của nghệ nhân đàng hoàng. Tại sao họ làm như vậy? Họ hàm ý cái gì? Văn hóa Việt xem mùa xuân là biểu tượng của con én, con én là biểu tượng của mùa xuân. Còn văn hóa của Nhật Bản thì con ếch là biểu tượng của mùa xuân. Mùa đông là vạn vật ngủ đông, sống như là tìm sinh, ngủ đông, trú đông. Mà khi mùa xuân về là con ếch, nó báo hiệu mùa xuân về. Thành ra nhà thơ nổi tiếng là nhà thơ Ba Sô làm cái thơ haiku, thơ thơ ngắn nhất của Nhật Bản, ao cũ con ếch nhảy vào vang tiếng nước sao. Nghĩa là gì? Nghĩa là mùa xuân về, sự sống bắt đầu trở lại. Và chúng ta hãy tự tìm kiếm sự sống của mình bằng một mùa xuân. Trên rót ly nước chảy là một sự vận động. Và hãy đem mùa xuân trở về với trái tim của chúng ta. Chúng ta hãy sống với cuộc đời này luôn là một mùa xuân, là an lạc, là hạnh phúc. Hãy uống một bình nước trà, người ta chiêm nghiệm như vậy. Như vậy thì cái bình gốm, mà khi ông nghệ sĩ này mà ông làm á, thì có lẽ rằng mình đứng đó là mình nhìn say sưa, phải không hả? Mình nhìn say sưa. Cho nên mình đâu có cần đi học Phật Pháp, đâu cần đi dự hội nghị gì nữa, phải không? Có một người kia nhắc nhở nói, mình đi dự hội nghị chứ không, hết giờ rồi. Người này nói rằng, để tôi xem chút xíu nữa xong bình này rồi tôi đi. Nhưng mà ông này làm chưa xong bình này, ông lại làm bình kia.
làm mình kia rồi làm mình nọ, rồi tới cuối cùng tới hết ngày hội nghị, anh kia đi nhận được quà cáp, anh uống no nơ trở về, còn mình thì mãi mê xem cái gì, xem người làm đồ gốm. Câu chuyện này chúng ta nghĩ như thế nào hả? Ở trong Phật pháp sau này các vị sẽ thấy hình hài của chúng ta nó như là những cái bình gốm dở vỡ, mà nghiệp lực như là gì, là một họa sĩ khéo họa ra hình hài này, gọi là tâm như họa sĩ, vọng tâm như họa sĩ vẽ ra hình hài này. Và cái hình gốm nó tồn tại nay ở mai, khéo nặng ra đó là do nghệ nhân. Nó không có một tự ngã bên trong, không có một thực thể bất biến bên trong, nó tồn tại bị vô thường chi phối. Đây là hình hài như đồ gốm. Sau này đọc trong kinh, rất nhiều kinh Tạng Nguyên Thủy cũng như Đại Thừa có nhắc tới hình ảnh này. Bách Chủ nêu ra chỗ này cho chúng ta hiểu. Ở trong kiếp trầm luân sanh tử ngày qua ngày con người chúng ta cũng giống như là gì? Cũng giống như là cái đồ gốm vậy đó, trôi len mãi trong sanh tử trầm luân, nhưng chúng ta lại mãi mơ xem. Chúng ta sinh ra một đứa bé, chúng ta mãi mơ nuôi cho nó lớn lên và cho nó đi học, nghĩ rằng nó ra trường và nghĩ rằng nó có một cái nhà, lại vẽ ra một cái nhà cho nó, rồi nghĩ rằng nó không có con, tội nó quá, thúc giục làm sao cho nó có con, không có con cho tiền nó sinh trong ống nghiệm, làm sao có con. Có ra rồi ráng nuôi cháu lớn lên rồi á, mình nghĩ rằng nó yên ổn như vậy mình mới có gia đình. Nhưng mà gần đây thầy cũng đã chứng kiến quá nhiều việc, có nhiều người nuôi con vừa trưởng thành nó lại gặp cái cơn là nạn ách, rồi nó lại mất đi. Chúng ta lại cứ ở luôn ở trong cái đau khổ của phiền não, không có một chút giáo pháp nào để nuôi dưỡng tâm của mình, không có một chút cái pháp vị pháp lạc nào để chúng ta nếm trải. Như vậy cũng giống như cái người kia mãi mơ nhìn xem cái đồ gốm đó, mà không tới học Phật pháp, gọi là luận nghị Phật pháp đó. Luận nghị Phật pháp nó có nhiều hòa thượng, đó là gì? Đó là kiến thức giải thoát, đó là pháp vị của Như Lai, nó là diệu dược giúp chúng ta dẫn tới giải thoát luân hồi. Nhưng mà chúng ta không có nắm bắt. Đây là điều sai lầm của chúng ta. Câu chuyện xem bình gốm là như vậy đó. Ở thế gian này có quá nhiều những bậc làm cha làm mẹ, mà chúng ta cứ mãi mơ hẹn ước xem cái bình gốm do cái trí năng tưởng tượng chúng ta tạo ra tới đâu, nó sẽ như thế nào, xem thêm một chút nữa rồi tu học chưa muốn. Nhưng không ngờ là chúng ta là chịu cái cảnh già suy đôi khác. Rồi câu chuyện cuối cùng, thấy vàng ở dưới nước. Câu chuyện này kể về một người con đến một cái hồ nước, và ở bên hồ nước có một cái cây. Anh ta thấy cái ánh vàng nó long lanh ở dưới cái hồ, cho nên anh ta nhảy xuống, anh ta lặn xuống, anh ta môi, anh ta tìm có một cái thỏi vàng dưới này, mới thấy cái ánh sắc của nó long lanh vàng óng. Nhưng mà anh ta cào, anh ta tìm không có chút vàng nào hết. Anh ta lên, anh ta mệt, ngồi một lát sau thấy nước nó ngưng lại thì lại có cái ánh vàng nữa. Anh ta lặn xuống tìm nữa, tìm cũng không ra. Rồi mãi khi người cha mới đến gần và hỏi tại sao con tìm cái gì, và nói rằng con thấy ở dưới đây có vàng nó chìm dưới đây, có cái ánh sắc nó, con tìm không ra, tiếc quá mà giờ đi về thì uống quá, cho nên để chờ tìm nữa. Thì người cha mới nhìn tới nhìn lui thì mới thấy cái ánh sắc này nó phản chiếu trên mặt chứ không phải dưới đáy. Và ông mới liên tưởng hay là có ai họ giấu một cái thỏi vàng, bỏ quên một cái thỏi vàng ở trên cây mà nó chiếu xuống thôi. Thành ra ông cha mới nói con leo lên cây tìm thử có không. Ông con nói vàng ở dưới nước, anh xét dưới nước tại sao bảo con leo lên cây. Thế là người con cũng nghe lời leo lên cây, quả nhiên tìm được thỏi vàng. Chúng ta hiểu câu chuyện là như thế nào thưa liệu quý vị? Hả? Chúng ta hiểu như thế nào? Đạo lý chúng ta
không nên rập khuôn theo kinh Bách Dụ, không nên rập khuôn theo tất cả những cái gì mà Đức Phật dạy. Nó chỉ là gì? Nó chỉ là cái ánh vàng ở dưới nước. Những cái vàng thật sự là ở trên cây. Cũng giống như là gì? Là tìm trăng ở dưới nước. Trăng trên bầu trời và không có ở dưới nước. Kinh điển rồi đây chúng ta học ở trong chương trình sơ trung đẳng, chương trình cao đẳng, y như là trăng ở dưới nước. Chúng ta phải tự hiểu rằng trăng ở trên trời. Phải hiểu như vậy, vận dụng nó vào ở trong cuộc sống của mình, trong suy nghĩ của mình. Làm sao để chúng ta tìm được cái ánh trăng sáng, ánh trăng sáng ngời ở trên bầu trời. Đó là chúng ta đã thấy được ánh trăng, thấy được chân lý mà Đức Phật muốn dạy chúng ta. Cảm ơn các vị lắng nghe, chúng ta dừng ngang đây. Nguyện đem công đức này thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời.